Hello, welcome back to my channel. Hôm nay tôi tiếp tục chơi game tựa game vào đây. Game đầu tiên có tên là Stick của Legacy. Đông đi. Anh tao cầm kiếm à? Tám 29 hả? Nó cầm kiếm mà nó được tăng máu cấp 2. Còn mang cung thủ này là chúng ta. Tập trung là tăng một cung thủ. Hai cung. Ba cung. Bằng cùng đấy, bảo là tôi tính ra cũng yếu, bảo nó không thể đánh được cùng một lúc vào lính của mình được, mình có hai thằng Sparta gì được. Phân chia lính hợp lý này. Ta chỉ cho phòng thủ thôi. Ở đâu cái này là gì rồi? Sang phù thủy luôn. Kiếm sĩ mình vừa đánh rồi. Năm ba năm thằng đó vào sáu bảy tám đến đầu rồi, phù thủy mất 1.000 tiền đúng không? Ra phù thủy không ăn được cung thủ. Tuyên bố thẳng luôn, phù thủy đã bao giờ ăn được cung thủ luôn. Và sau mình sẽ nâng vào lính đào vàng. Quấy rối tình dục. Thank you.
bao giờ mà đánh luôn. Phù thủy phải gặp công thủ là tất nhiên. Mày chết này, con chó của thủy. Chỉ quay rất tình dục thôi. Còn lại nó không đánh, sao nó không phát triển được. Khi nào mình nhiều lính thì mình sẽ pha nó. Không, mình sẽ giết hết lính đào vàng của nó, không có tiền, nó không bao giờ nó đánh được. Công là của thủy dễ lắm. Đấy, để rút lui. Chơi toàn đội cung thủ thôi. Thế mà đúng không? Có bao nhiêu lính đảo vàng cho chết hết. Mình đang có mười mấy tám bằng lính kia. Có 23 có 15 lính 15 cung. Không thật câu tiếp. Chơi bẩn nên nó mới thắng được. Không bao giờ mua được thêm quân phục thủ nào nữa luôn. Không có một con cung ngáo. À, tấn công thật này, rất nhiều cung luôn, 20 cung. Bắn từ nhà có 5 bộ, xếp viện thì làm gì? Tiền. Bởi vì cung thủ khắc chế của bọn thủ thì thủ thủy lính cận chiến với sở thủy còn kiêu sĩ sở thủy nhất. Gầm tên mà khóa của thủy. Tiếp theo là tank star. Tôi là mình. Mình có hai tank. Rồi, ăn đùa rồi. Tí máu bỏ. Ăn đòn em. Ui dồi, một đòn nữa lỗ vậy. Ba hiệp. Hai con kìa. Cái góc này mình chỉ bắn được gần, mình không bắn xa được. Đúng rồi, đi xuống, đi xuống.
đeo mất tí máu là đủ rồi. Mày chết được con. Chết ngay. Ôi xồi. Kamikaze. Ba con kìa. Ui dồi. Crossfire. Chết. Mày chết mẹ con. Stinger. Stinger ông à. Úi dồi ôi. Anh đuổi à. Tự sát. Chưa lỗ các bạn. Thôi mày ăn đòn nha con. Ăn đòn nha con. Một mình anh chấp hết. Ok. Tiếp theo là tựa game là Bendy Run. Bắn lắm thế, ba bát rồi.
26 máu. Trời ơi. Ăn gạch. Ăn gậy. Đéo là bị dính vào đây được nhỉ? Sáu máu. Mày chết này. Ok, đến game tiếp theo nè. Là cái này Neon Knights.
thế nhỉ? Giỏi thế bị dính bẫy. Thế bọn chúng. Chết bẩn chứ, canh Đùa. Thua rồi. Ok. Rồi, nhân viên tiếp theo có tiền là mặt Dex. Ready? Này nó đéo cho lấy chỉ à.
đẳng cấp. Ok, khó đấy. What the hell? Ôi giời ơi. Ui dồi ôi, cái thế nhỉ? Khó thế. Ok, hôm nay cho kết thúc video tại đây nha.